Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok Australia làm điều ngược lại báo động đỏ, FBI buông lỏng và tiếp tay cho kẻ đe dọa đánh bom những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Khả năng sẵn sàng tác chiến của Hoa Kỳ gặp rủi ro khi ngủ giác đài gửi 300 triệu đô cho Ukraine. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc Biden, công ty mẹ ở Trung Quốc của TikTok, phải thoái vốn quyền sở hữu ứng dụng này nếu không muốn bị cấm hoạt động tại Mỹ. Reuters đưa tin, dự luật được các nhà lập pháp thông qua với tỷ lệ áp đảo là 352 phiếu ủng hộ và 65 phiếu chống, động thái hiếm hoi cho thấy sự đoàn kết của lượng đảng ở Washington. Hiện không rõ số phận của dự luật sẽ ra sao tại Thượng viện Mỹ, nơi một số nhà lập pháp tuyên bố muốn thay đổi luật, song ông Joe Biden quả quyết rằng nếu họ thông qua, tôi sẽ ký. Dự luật sẽ cho Biden 165 ngày để thoái vốn khỏi TikTok, nếu doanh nghiệp Trung Quốc không thực hiện các kho ứng dụng được điều hành bởi Apple, Google và những công ty khác sẽ bị cấm lưu hành TikTok hoặc cung cấp dịch vụ lưu trữ web cho những ứng dụng do Biden kiểm soát. Thưa quý vị, trước động thái của Washington, khi được hỏi rằng liệu Australia cho theo chân Mỹ hay không, ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông không có kế hoạch áp dụng lệnh cấm TikTok. Nhà lãnh đạo nêu rõ luôn phải đặt mối quan tâm về an ninh quốc gia lên hàng đầu và ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng đối với nhiều người, nền tảng này cung cấp một cách để họ giao tiếp. Và vì vậy, ở giai đoạn này, chúng tôi không nhận bất kỳ lời khuyên nào để làm điều đó. Vào hồi tháng 4 năm ngoái, Australia là nước cuối cùng của Liên minh an ninh Five Eyes ngũ nhãn, cấm TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ, sau các thành viên khác là Mỹ, anh, Canada và New Zealand. Thủ tướng Albany cho biết, chúng tôi không sử dụng TikTok trên điện thoại của chính phủ và đó là một biện pháp thích hợp mà Australia đã áp dụng. Thưa quý vị, tuyên bố trên của ông Albany được đưa ra trong bối cảnh vào cùng ngày, nhà lãnh đạo bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Australia vào tuần tới, khi mà quan hệ giữa hai nước đang tăng băng sau nhiều năm căng thẳng. Quan hệ thương mại của Australia với Trung Quốc đã được cải thiện kể từ khi công đảng theo đường lối trung tả của Thủ tướng Albany lên nắm quyền năm 2022 và có giọng điệu ít đối đầu hơn so với chính phủ bảo thủ trước đây. FBI buông lỏng và tiếp tay cho kẻ đe dọa đánh bom những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Kính thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 3, Bộ An ninh Nội địa Tennessee đã đưa ra một cảnh báo cho các cơ quan cảnh sát ở Tennessee và những tiểu bang lân cận về một người đàn ông bị cáo buộc đã đe dọa những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Thông tin này được công khai thông qua một bài đăng của ông Stephen Cowder trên X hôm thứ Tư, ngày 6 tháng 3, trích dẫn một bản tin bị rò rỉ của cảnh sát bản tin mà cơ quan này xác nhận đã nêu chi tiết các cáo buộc đối với anh benjamin matthew dayton gồm cả những lời mà anh đã nói với mẹ mình về việc làm hại những người ủng hộ chính trị vốn đã được đệ trình lên cục điều tra liên bang thông qua một báo cáo vụ việc của người giám hộ Ngoài những tin nhắn mà anh Dyson đã gửi cho mẹ của mình, hoạt động trên mạng xã hội mà ông Browder chia sẻ và được xem xét, còn có một bài đăng có nhắc đến một cuốn hướng dẫn nhanh cách dùng đạn dược và những tin nhắn chỉ trích chủ nghĩa phát xít trong khi ủng hộ hòa bình cho người Palestine. Anh Dyson, 29 tuổi, đến từ Illinois, nhận thấy mình là trung tâm của câu chuyện này khi bị ngắt liên lạc trong rừng quốc gia Ouachita ở Arkansas trong một cuộc phỏng vấn độc quyền từ xe tải của mình trên một con đường ở Arkansas. Anh Dyson nói rằng có những chi tiết khác về câu chuyện khiến người ta thả anh và nhận định rằng anh không phải là một mối đe dọa. Khi bị hỏi dồn, FBI và Bộ An ninh Nội địa hầu như đã không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng trong một bức thư điện tử, Bộ An ninh Nội địa Tennessee cho biết các cơ quan chấp pháp tại Arkansas đã liên lạc với anh Dyson và bản tin nói trên đã được phép hết hiệu lực. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, một nhân viên thông tin công cộng của văn phòng FBI tại Memphis, Tennessee cho biết, Họ không tiết lộ thông tin chi tiết về những trường hợp này, nhưng lưu ý rằng việc chia sẻ thông tin với các cơ quan chấp pháp và với công chúng là thông lệ thường xuyên nếu trường hợp đó được coi là một mối đe dọa. Khả năng sẵn sàng tác chiến của Hoa Kỳ gặp rủi ro khi ngủ giác đài gửi 300 triệu đô cho Ukraine Thưa quý vị, theo các quan chức quốc phòng cho biết, ngũ giác đài sẽ tăng thêm 300 triệu đô tiền viện trợ vũ khí cho Ukraine sau khi tiết kiệm được tiền từ các hợp đồng đã đàm phán. Tuy nhiên, cơ quan này đã rút quá mức từ kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ. Thư ký báo chí ngũ giác đài Thiếu tướng Pat Ryder nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm ngày 12 tháng 3 rằng, gói viện trợ an ninh mới sẽ cho phép Ukraine củng cố khả năng phòng thủ trong vài tuần, trong bối cảnh Nga đang tăng cường nhịp độ hoạt động tướng raider cho biết đối với ukraine gói này sẽ cung cấp cho họ một số năng lực rất cần thiết để có thể duy trì trong khung thời gian vài tuần nhưng còn xa mới đáp ứng được những gì họ cần để có thể tiếp tục duy trì cuộc chiến này Gói này là được viện trợ an ninh thứ 55 của Hoa Kỳ cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022 để phi quân sự hóa quốc gia này. Gói viện trợ vũ khí này bao gồm đạn pháo, hệ thống phòng không, đạn chống tăng và các thiết bị khác. Bộ Quốc phòng DOD đã nhanh chóng lập ra gói viện trợ này bằng cách tận dụng tiền tiết kiệm được từ các hợp đồng đã đàm phán được phân bổ ngân sách từ đầu khi Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ cho Ukraine. Một quan chức quốc phòng nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng số tiền tiết kiệm đó được trích từ quá trình mua bán vũ khí. Chẳng hạn như việc quốc gia đã mua khoảng 1.200 viên đạn 25mm với mức giá là 93 đô la trên viên, thay vì 130 đô như ban đầu được phân bổ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi sự đều suôn sẻ đối với ngũ giác đài, mặc dù lân viện chỗ này là tận dụng tiền tiết kiệm Gói vũ khí này được chuyển giao thông qua quyền suốt vốn của tổng thống PDA vốn đã ủy quyền cho ngũ giác đài vào năm 2022. Những PDA như vậy ủy quyền cho ngũ giác đài giao vũ khí trực tiếp cho Ukraine từ kho dự trữ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên những vũ khí đó cần phải được bổ sung lại vào kho và DOD đã rút lượng vũ khí đáng kể từ các kho vũ khí của Hoa Kỳ. Tướng Ryder nói với các phóng viên rằng, trên thực tế, ngũ giác đài đã rút quá khoảng 10 tỷ đô tiền vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ. Điều này có nghĩa là Bộ Quốc phòng sẽ cần phải tính đến số tiền đó để khôi phục kho dự trữ vũ khí của Mỹ về mức bình thường, chứ chưa nói đến việc tài trợ cho hệ thống quốc phòng của Ukraine để chống lại Nga. Thưa quý vị, ông cho biết rằng một vấn đề làm cho tình hình tệ hơn nữa là Bộ Quốc phòng vẫn duy trì quyền suốt vũ khí từ các kho dự trữ thay vì bù đắp vào chỗ tổn thất đó. Hơn nữa thì ông nói rằng không thể lặp lại các biện pháp tài trợ cho gói viện trợ đặc biệt này vì nó phụ thuộc vào việc tiết kiệm chi phí từ các gói trước đó. Mặc dù đôi lúc có thể xảy ra những sự việc như vậy, nhưng đó không phải là điều quý vị có thể dự tính được tướng cho biết, mặc dù gói PDA của hôm nay cung cấp các khả năng khẩn cấp cho các lực lượng Ukraine, nhưng chủ vũ khí đó còn lâu mới đủ. Trong một cuộc họp báo, thì một quan chức của Bộ Quốc phòng thừa nhận rằng việc tiếp tục rút vũ khí trong bối cảnh thâm hụt hàng tỷ đô la trong kho dự trữ quốc gia gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Vì lẽ đó thì quan chức này cho rằng dự luật chi tiêu bổ sung mà ông Joe Biden đề nghị vốn đang bị đình trệ ở quốc hội, giờ đây không chỉ là cần tài trợ cho Ukraine mà còn phải khắc phục những tổn hại đã gây ra cho khả năng sẵn sàng tác chiến của Hoa Kỳ. Quan chức này nói thêm rằng trong vài ngày tới thì gói vũ khí mới nhất dành cho Ukraine sẽ tới nơi. Tại thời điểm đó, ngũ giác đài đã không xem xét thêm bất kỳ gói viện trợ vũ khí theo cơ chế PDA nào. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel youtube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV Post Time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi. Xin hãy để chúng tôi biết nếu quý vị hoặc bất kỳ ai trong cộng đồng có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh mới. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả quý vị